Vâng, chào các bác. Và sau đây bên em cũng đã lắp đặt xong cho anh chủ nhà một bộ dàn Hoài Đức. Mời các bác vào xem bộ dàn của anh ấy nhé. Anh có lấy bên em một chiếc loa TV. Một chiếc súp này, 115S này. Một chiếc quản lý nguồn 102 Pro mặt trắng. Một chiếc mic 550, một chiếc S700, một chiếc DB4.8. Và trước đấy là nhà anh cũng vừa mới đóng xong cái một đôi loa JBL làm lời rất là hay. Đây không gian nhà anh ấy thì liền bếp luôn. Liền bếp luôn, đây là gia đình nhé. Gia đình anh chủ đây, rất là đông vui. Cũng liền phòng rất rộng. Không gian nhà anh ấy. Và sau đây mời các bác vào thưởng âm đoạn nhạc mà các ca sĩ lên hát nha.
thì em với em vì nghĩa xưa đôi ta về xây mong này chuyện cũ sẽ bao nhiêu ván sẽ ngàn vai rồi đâu cần mưa sương tố sẽ vượt qua trời đêm và xanh bao la rồi thắm đôi đường anh về chính mẹ mặt mùa xuân xóm mơ niềm đau ngắm cũ anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cô nhân mình dành một thước năm qua ân ái cũ chẳng phai nhòa ta nói này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.